Rồi, tiếp theo video 194 ha anh em. Xin giao lưu với anh em một cây sâm hương. Sâm hương nè ha. Cò anh em coi nhìn cái cò nó lượng nè. Khá là duyên luôn ha. Lượng khá duyên luôn anh em. Đó. Đó. Đấy nè, này giống hai chân ha. Hai chân đứng múa nè, đó. Này về anh em mình vô chậu ha, cắt ngang đây nè là mình đưa vô cái chậu vừa vừa mình chơi. Mấy cái này, mấy cái đường này là em tạo thẹo cho nó ha anh em, cho nhìn cái cây nó già lên á nè anh em coi nè. Đó, gọc cái nồi nó xù xù lên vậy ha, nhìn nó già cái cây lên đó. Về mình ấy rồi nuôi cái anh em nuôi á, mấy cái này ra dài dài nè, mình cắt tỉa cho từ từ là nó tròn tàn lại. Sâm hương mình càng tỉa nó càng dày lại ha, lá nó nhỏ lại nhạt lại đẹp nữa. Rồi các anh em xin cho lưu với anh em giá 600k bao ship ha. 600k, cái này nuôi năm mấy anh em ơi. Tính ra năm mấy mà bán cây có 600 mà anh em nói mắc nữa. Em cũng chịu luôn. Rồi anh em mà thích thì liên hệ cho em ha.